Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video reaction mới trên kênh của Phong Cận TV. Yeah. Ok anh em ơi, thì như anh em đang thấy là ở trên màn hình của chúng ta là đang có một cái hình ảnh gọi là skin của mình nè, với lại là skin của anh Dịch ở trong Minecraft đang đứng kế bên nhau nè. Thì mấy bạn có biết hôm nay mình sẽ làm gì không? Ok nha, mình sẽ gọi là nói cho các bạn biết luôn nha. Thì dạo gần đây á, mình lướt ở trên gọi là YouTube của mình á, cái kênh YouTube của mình á, thì mình thấy có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là: anh ơi, anh hãy làm gọi là reaction TikTok của Hero Team đi anh. Thì mình mới suy nghĩ một hồi, TikTok của Hero Team, ồ, nghe cũng khá là hấp dẫn á nha. Bởi vì á, mình thấy là có rất là nhiều bạn gọi là thích xem TikTok luôn, cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ chiều theo ý của mấy bạn fan nha. Và mình sẽ gọi là reaction TikTok của Hero Team đó. Ok ok. Thì các bạn muốn mình reaction thêm những cái video nào khác nữa thì các bạn đừng quên là hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Và cũng đừng quên là hãy sạc hashtag Phong Cận TV để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video reaction TikTok của Hero Team thôi nào anh em ơi. Let's go. Rồi ok ok, chúng ta bắt đầu reaction TikTok thôi nào các bạn ơi. Hồi hộp quá, không biết cái đoạn clip này nó có gì hay không đây. Ok ok, xem thôi nào. Xem. Này anh yêu em muốn uống tà tua. Ok em yêu hà miệng ra. À, anh yêu em nhiều không? Anh yêu em to nửa này này. What the hell? What the hell? What the hell cái gì vậy? Ô phải rồi, cái đoạn nhạc này mình nghe ở đâu rồi nè? Cái nhạc là nhạc của ai ta? Nhạc của ai nhờ, mình quên mất tiêu ta, để mình nhớ lại coi. À mình nhớ rồi bạn ơi, đây chính là một cái đoạn nhạc ở trong một cái video gọi là parody của chị Hậu Hoàng đúng không ta? Đúng rồi đúng rồi, hình như cái này là cái đoạn nhạc trong cái gọi là parody của chị Hậu Hoàng thì phải. Này anh yêu em muốn uống tà tưa đó. Thì cái ông này, cái clip này không biết của ai ta, nhưng mà cái ông này ông ghép mình với anh Dịch gọi là nhõng nhẽo đòi uống trà sữa bạn ơi. Rồi chúng ta cùng nhau coi lại nha. Ok. Này anh yêu em muốn uống tà tua. Ok em yêu hà miệng ra. À, anh yêu em nhiều không? Anh yêu em to nửa này này. Ôi nổi hết da gà rồi mấy ông ơi. Nồi thiệt, nghĩ sao mà ghép tôi hung anh Dịch vậy trời. Bọn tôi là con trai thẳng nha, trời ơi, tôi với anh Dịch là trai thẳng nha bạn. Nghĩ sao ghép hung nhau vậy trời, nổi hết da gà luôn rồi nè. Ôi nhưng mà thôi, cái này là cũng khá là dễ thương các bạn ơi, cũng khá là dễ thương, coi cũng dễ thương thiệt. Ok rồi, chúng ta cùng nhau xem tiếp nào, dễ thương thực sự luôn á. Rồi tiếp. Và muốn mua skin giống Hero Team. Bạn muốn mua áo dài bên mini world. Áo dài áo đẹp tới mini world. Mini world wow wow. Mini world wow wow. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, mua ngay áo dài tại mini world để giống Hero Team các bạn ơi. Ôi vãi nồi, thời tôi thề với mấy ông luôn, cái clip này ám ảnh vãi nồi luôn á, thề luôn. Tôi không biết rằng là có bạn nào giống mình không biết là có bạn nào giống y mình không nha, mà thề luôn, cái clip hồi nãy, cái clip quảng cáo áo dài hồi nãy, cái gì mà bạn muốn mua gì áo dài đến mini world gì đó, mình thề với bạn luôn. Cứ hỡi mà vào video cái là bạn muốn mua skin đến mini world kiểu, thời luôn, ám ảnh vãi nồi luôn. Bạn nào mà đã từng gọi là ám ảnh cái bài này nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình là mình ám ảnh lắm luôn á bạn. Ok rồi, chúng ta tiếp tục nha. Rồi chúng ta xem lại nha bạn, xem lại đi. Ok. Bạn muốn mua skin giống Hero Team. Bạn muốn mua áo dài bên mini world. Áo dài áo đẹp tới mini world. Mini world wow. Mini world wow. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, mua ngay áo dài tại mini world để giống Hero Team các bạn ơi. Kairon, tụi mình chia tay đi. Nghĩ sao mày? What? Simmy chia tay Kairon? What the hell? Giỡn à? Kairon, tụi mình chia tay đi. Nghĩ sao mấy năm qua yêu ông mà ông vẫn mặc cái bộ đồ nghèo hèn này vậy? Ông cũng trả cho tôi hết trơn luôn á.
Giận. À, tại sao lại chia tay chứ? Trời, rõ ràng là tình yêu của chúng ta đang rất là đẹp mà. Không lẽ chỉ vì bộ đồ này mà Sim chia tay Kay sao? Đúng rồi á. Tôi nghĩ bây giờ tụi mình nên kết thúc tại đây đi. Được, nếu Sim đã nói như vậy thì chúng ta kết thúc tại đây đi. Khoan, hồi nãy mình mới thấy gì các bạn ơi. Đâu, đợi mình xem coi, hình như hồi nãy mình mới thấy gì đó. Để mình xem lại, hình như cái đoạn này. Đây, hình như là đoạn này. Ở đâu xuất hiện ra con bò vậy, quá đèo. Ủa sao tự nhiên không quay camera mà quay con bò làm gì vậy, quá đèo. Chắc là con bò nó đang kiểu gọi là cho em lên tivi với nè. Con bò đang muốn lên tivi nữa bạn ơi. Cho nên là người ta cho lên tivi nè. Cây Ron quyết định cho con bò lên tivi luôn, vậy thôi. Ok. Ngầu vãi. Thôi, clip ngầu cực kỳ luôn nha. Rồi, Simmy khóc rồi. Ôi, ngầu vãi đạn các bạn ơi. Ok, ok, chúng ta cùng nhau xem lại nha. Ôi, clip này ngầu thật sự luôn á. Kairon, tụi mình chia tay đi. Nghĩ sao mấy năm qua yêu ông mà ông vẫn mặc cái bộ đồ nghèo hèn này vậy? Ông cũng trả cho túi gì hết trơn luôn á. Giận. À, tại sao lại chia tay chứ? Trời, rõ ràng là tình yêu của chúng ta đang rất là đẹp mà. Không lẽ chỉ vì bộ đồ này mà Sim chia tay Kay sao? Đúng rồi á. Tôi nghĩ bây giờ tụi mình nên kết thúc tại đây đi. Được, nếu Sim đã nói như vậy thì chúng ta kết thúc tại đây đi. Bum. Ngầu vãi trưởng. Ôi, số 1. Đây là ngôi nhà đẹp nhất, xịn nhất, với thiết kế nội thất sang trọng cực kỳ. Ơi, tính ra nhà là nhà của Khang Dừa các bạn. Ơi, tính ra là nhà Khang Dừa mà anh Dịch ảnh dám bán luôn bạn ơi. Anh này ảnh gan thiệt. Nhà này là nhà của Khang Dừa nha. Trời ơi, Khang Dừa, nếu như ông có xem clip này, hãy nhắn tin cho anh Dịch kêu rằng là gọi là đòi bồi thường liền bạn ơi. Anh Dịch ảnh bán cái nhà của Khang Dừa, thật là ác độc quá đi. Ok rồi, xem tiếp nha. Sao hoa, nó chứng minh đẳng cấp của người sử dụng, từ những nguyên vật liệu cho tới việc trang trí nội thất, tất cả mọi thứ đã được chu toàn và sắp xếp. Nó không chỉ đơn giản là một ngôi nhà mà nó còn thể hiện được đẳng cấp của người sở hữu nó, rất là xứng đáng với anh. Mấy bạn nghe vừa rồi, cái đoạn vừa rồi nghe giống đa cấp luôn các bạn. Thời luôn. Mình nói thiệt với bạn luôn nha, anh Dịch ở trong nhóm của mình lúc nào cũng chọc anh Dịch kêu là anh Dịch đa cấp hết bạn ơi. Thời luôn, cái đoạn vừa rồi quảng cáo y hệt đa cấp luôn á, vãi nồi thiệt, đúng là Dịch đa cấp mà. Ok rồi, xem tiếp. Ok, thời luôn, coi bộ là gọi là mấy cái clip TikTok kiểu này coi đúng hài luôn các bạn. Ok. Ê, trời, ngôi nhà này được á, giá bao tiền vậy? Ngôi nhà này có giá là 10 đồng, anh muốn mua thì nói tôi sẽ bán cho anh liền. 10 đồng hả? Ừ, cũng được á, nhưng mà có sự lựa chọn nào tốt hơn không? Sự lựa chọn tốt hơn hả? Đây chính là thứ mà anh đang cần. Căn nhà này có giá là 100 đồng. What the hell? Tính ra cái nhà của Khang Dừa bự ơi là bự luôn, mà bán có 10 đồng. Còn cái căn nhà này có chút ác à, mà sao bán đến tận 100 đồng trời? What the hell? Hay là nó có màu vàng giống anh Dịch ta? Coi để mình xem tiếp nha, để xem tiếp coi, để giải mã thôi coi tại sao cái nhà này đến tận 100 đồng nha anh em. Ok. Căn nhà này có giá là 100 đồng. Cái gì? Căn nhà này 100 đồng, nhìn vừa xấu vừa nát vừa bé hơn căn nhà kia sao là 100 đồng vậy? Đúng rồi, vừa xấu vừa bé hơn mà sao 100 đồng dữ vậy? Ê, hey, anh đừng có coi thường căn nhà này. Xin mời anh tham quan nội thất. Không, nếu mà nói đúng thiệt á nha, là nếu như à gặp mình á thì mình cũng mua luôn bạn ơi. Trời ơi, nhà gì đâu mà nhiều gái đẹp vậy, ai mà không mua đúng không trời. À mình hiểu rồi, cái nhà tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có nhiều gái đẹp cho nên là nó bán với giá 100 đồng bạn ơi, vãi nồi thiệt. Anh Dịch hãy dụ thật sự, mua luôn. À không, gặp mình thì mình cũng mua các bạn ạ. À, mấy bạn nam nào đang xem clip mà chắc chắn mấy bạn mà gặp cái căn nhà vậy mấy bạn cũng sẽ mua đúng không? Mình biết mà trời ơi, chừng nào mà con trai mà thấy nhà kiểu vậy mà không mua thì có vấn đề về giới tính rồi đó. Ok. Rồi tiếp nào. Ui, ngầu thật sự các bạn ơi, phải nói rằng là mình không ngờ rằng là TikTok về hero team nó lại hay, nó lại gọi là vui và nó lại gọi là ngầu đến như vậy luôn các bạn. Wow.
Ok, thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài lắm rồi, thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em. Đó, thì vừa rồi mình đã gọi là reaction xong những cái đoạn video TikTok về Hero Team rồi các bạn ơi. Thì mình nói thật là cảm xúc của mình ngay lúc này là mình cảm thấy gọi là những cái TikTok về Hero Team á, nó vừa vui nè, nó vừa hài nè, nó vừa bựa, nó vừa dễ thương mà nó còn vừa ngầu nữa bạn ơi. Có rất là nhiều những cái gọi là cảm xúc mà sau khi mình xem những cái TikTok của Hero Team luôn. Thì nói thật là những các bạn làm TikTok thế này thật là tài năng, rất là tài năng luôn, số 1. Ok, thì mình nghĩ rằng á là nếu như các bạn nào mà có những cái clip nào hay mà muốn mình reaction á thì đừng quên là hãy bình luận lại bên dưới cho mình biết nha. Và anh em cũng đừng quên là hãy để lại sạc hashtag Phong Cận TV để có thể gọi là ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn. Đó, và đừng quên là hashtag Mini World nữa nha. Đó. Với lại là các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn vào nút like và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và đừng quên là đăng kiếm hội cho Hero Team nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Yêu anh em. Vãi nồi. Bye bye.